mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, những ngày qua, báo chí đã phản ánh về việc phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đồng loạt cho con nghỉ học vì phản đối trường này sáp nhập với một ngôi trường cách đấy 3 km. Ngày 31 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn đã có văn bản số 236 về việc tạm dừng sáp nhập trường tiểu học tại thị trấn Triệu Sơn. Theo nội dung văn bản, dù đã được Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn tuyên truyền phổ biến, giải thích về chủ trương, quy trình các bước sắp nhập trường, nhưng đến thời điểm sau buổi đối thoại chiều ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đa số phụ huynh học sinh và người dân vẫn chưa đồng thuận. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo việc đến trường học của học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Ban Thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và trường tiểu học Lê Văn Tám. Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và các tổ dân phố trên địa bàn tuyên truyền vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến việc học tập, tuyên truyền phụ huynh tiếp tục cho con em đến trường. Việc phụ huynh cố tình không cho các cháu đi học là vi phạm quyền học tập của các cháu. Vâng, Thưa quý vị và các bạn, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường thì câu chuyện tiết kiệm nguồn tài nguyên nước ngày càng trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Trong sản xuất nông nghiệp, đáng mừng là Thanh Hóa có khoảng 3.600 ha cây trồng đã được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm. Phổ biến là các hình thức như tưới nhỏ giọt, tưới quấn quanh gốc, tưới cục bộ, phun mưa. Trong đó, công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel chiếm gần 70% diện tích ưu điểm lớn nhất của công nghệ tưới tiết kiệm này là người dân không phải tốn công đào mương dẫn nước, đồng thời điều chỉnh lượng nước tưới theo nhu cầu của từng loại cây trồng nên tiết kiệm đáng kể nguồn nước. Ngoài ra còn có thể hòa lẫn các loại phân bón dễ hòa tan như đạm kali hay các loại phân bón dạng nước giúp cây hấp thụ tốt hơn, qua đó tiết kiệm lượng phân bón và nâng cao năng suất cây trồng. Tôi làm theo cái công nghệ mới thì tôi đưa cái dàn tưới vào tưới tự động vào. Tưới thì tưới trên cao, trên cao thì ví dụ như là thiên nhiên mà hạn hán thì tôi tưới hẳn mát như thế là trời mưa mà rồi ví dụ như không may ra mà bị sương mũi các cây thì sớm mai là tôi sẽ rửa tôi sẽ dùng máy để rửa hết là các cái lá trên cây là nó 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 bị sương mũi thì nó rớt hết xuống gốc không việc gì cả hiện nay phương pháp tưới tự động tiên tiến chủ yếu đang được áp dụng để sản xuất hoa, rau, củ quả công nghệ cao trong nhà lưới, nhà mang, nhà kính. Theo tính toán, việc áp dụng tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước vào sản xuất nông nghiệp giúp tăng năng suất cây trồng cạn trung bình từ 10% đến 30%, giảm chi phí công lao động từ 20% đến 50%. Đồng thời tiết kiệm từ 20% đến 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống, giảm từ 5% đến 30% lượng phân bón trong quá trình canh tác, giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tổng thể, việc áp dụng công nghệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích gần một nửa so với tưới truyền thống. Hè này, bạn cùng gia đình sẽ đi đâu để tránh nóng? Sầm Sơn với nhiều dự án khủng đang gấp rút thực hiện, chắc chắn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Hiện nay, công ty cổ phần mặt trời Sun Group đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để đưa tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động vào cuối tháng 5, phục vụ cho mùa du lịch hè 2024. Tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước và công viên chủ đề có quy mô hơn 33,5 hecta, tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 1 hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc. Các hạng mục công việc đang đáp ứng tiến độ, các bước triển khai tiếp theo là lắp đặt thiết bị, công tác hoàn thiện và cảnh quan, tiện ích. Sun World Sầm Sơn giai đoạn 1 đưa vào các hoạt động phục vụ nhiều lứa tuổi và gia đình tới vui chơi giải trí như bể tạo sóng, sông lười và các trò chơi cảm giác mạnh. Trong đó có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và Châu Á. Tập đoàn Sun Group đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa giai đoạn một công viên sân Sầm Sơn kịp về đích đúng tiến độ phục vụ khách du lịch vào cuối tháng 5 năm 2024. Dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo ra một không gian vui chơi giải trí ấn tượng hút khách đến Sầm Sơn hè này. Năm 2024, huyện Bá Thước được phân bổ nguồn vốn đầu tư công gần 230 tỷ đồng, trong đó, vốn chuyển tiếp từ năm 2023 là 40 tỷ đồng, vốn giao mới là 190 tỷ đồng. Quý 1 năm 2024, huyện Giải Ngân gần 60 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 26% kế hoạch năm. Ngay từ đầu năm, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đôn đốc nhà thầu tích cực triển khai thi công các công trình dự án. Qua giả soát, hầu hết các công trình dự án đều đảm bảo tiến độ. Tính đến hết tháng 3, toàn huyện đã giải ngân được gần 60 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 26% kế hoạch năm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế, trình cấp có thẩm quyền, thẩm định phê duyệt dự án tổ chức triển khai thi công yêu cầu các đơn vị tập trung máy móc trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng hợp đồng để đạt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2024, thời gian tới, huyện Bá Thức tập trung thao gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giả soát, đánh giá từng dự án từ đó quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư, nghiệm thu thanh toán theo đúng khối lượng và các quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt có những bước đột phá trong công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia so với lực lượng trong độ tuổi lao động mới đạt hơn 30%, thấp hơn so với toàn quốc là gần 40%. Trong năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 408.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và gần 83.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Thanh Hóa năm 2023 đứng thứ ba cả nước. Tuy nhiên, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Tỷ tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, mới đạt khoảng 31%, thấp hơn so với tỷ lệ của toàn quốc là 39,2%. Năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tham gia để sau này họ được chăm sóc sức khỏe từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế và được hưởng chế độ hưu trí khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu mới công bố từ Ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 704 vụ vi phạm. Cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả được Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa triển khai từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024. Các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trọng điểm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, pháo hoa, khoáng sản, ngoại tệ, xăng dầu, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát. Kết quả, các lực lượng thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và xử lý 704 vụ vi phạm, trong đó chuyển khởi tố hình sự 55 vụ và 649 vụ xử phạt hành chính. Tổng số tiền thu từ xử phạt hành chính, truy thu thuế, tiền bán thanh lý hàng tịch thu là gần 18,8 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy là hơn 1,9 tỷ đồng. Tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 100 km. Dù các lực lượng chức năng và địa phương đã nỗ lực xóa các lối đi tự mở qua đường sắt, song trên tuyến vẫn đang tồn tại 78 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Dọc 30 km đường sắt qua địa bàn thị xã Nghi Sơn đang có 26 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt. Đây cũng là địa phương còn tồn tại lối đi dân sinh qua đường sắt nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các lối đi tự mở tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Như tại lối đi dân sinh thuộc km 227-415, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn. Thời gian qua, đã có không dưới 10 vụ tai nạn xảy ra. Nạn nhân phần lớn đều là những người ở nơi khác đến, không quen đường. Hai bên khuất thì lúa ra, một cái là tàu đã đến nơi rồi. Hai nữa là xe ô tô, đường xe ô tô thì cũng có tiếng cho nên là... Mầm, 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 chạy, hai bên đều mầm cả cho nên là xảy ra tai nạn. Thời gian qua, chính quyền các địa phương đã phù hợp với các đơn vị quản lý đường sắt triển khai các giải pháp xóa bỏ lối đi dân sinh và đảm bảo trật tự giao thông qua đường sắt. Tuy nhiên về cơ bản chỉ thu hẹp được các lối đi có nguy cơ cao, không để phát sinh mở mới các lối đi. Theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam, trong quý 1 năm 2004, trên các tuyến đường sắt quốc gia đã xảy ra 46 vụ tai nạn làm chết 21 người, bị thương 25 người. Trong đó có 24 vụ chiếm 54% số vụ tai nạn xảy ra tại lối đi tự mở. Vì vậy, cùng với khẩn trương xóa bỏ hoàn toàn các lối đi dân sinh qua đường sắt, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn khi lưu thông ngang qua đường sắt, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn. Bản tin 18 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.